Đại ca Giang Hồ khai về khẩu súng câu dùng bắn thủng bụng đối thủ. Vào cuộc điều tra vụ án, công an đã khởi tố, bắt giam hai trong số 5 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến làm hai người bị bắn trọng thương tại thành phố Vinh, Nghệ An. Ngày 6 tháng 11, công an thành phố Vinh, Nghệ An đang tiếp tục tạm giam đối với bị can Hoàng Khắc Hiếu, tên thường gọi Bờm Hiếu. 27 tuổi, chú phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An và Lê Ngọc Anh, 26 tuổi, chú phường Vinh Tân, thành phố Vinh để điều tra liên quan đến vụ hỗn chiến làm hai người bị bắn trọng thương hoàng khắc hiếu bị công an khởi tố về tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép lê ngọc anh bị khởi tố về tội gây dối trật tự công cộng trước đó sau khi bắn làm hai người bị thương hiếu đã bỏ trốn ra hà nội sau sáu ngày lẩn trốn tại đây biết công an đang truy lùng và được người thân vận động nên hiếu đã ra cục cảnh sát hình sự đầu thú và được công an thành phố vinh di lý về nghệ an tại cơ quan công an hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình về khẩu súng mà hiếu đã dùng để gây án Hiếu khai đã nhặt được hơn một tuần trước trong lúc đi tập thể dục gần nhà trên đường Đinh 190 Áng, thành phố Vinh. Sau khi nhặt được khẩu súng, Hiếu giữ để phòng thân. Khi xảy ra sự việc, Hiếu có mang bên mình nên đã rút súng ra bắn làm một người thủng bụng và một người bị thương ở bả vai. Về khẩu súng này, sau khi gây án đã được giao nộp lại cho cơ quan công an trong tình trạng đang dính máu, bên trong súng có bốn vỏ đạn và một viên đạn chưa bắn trong ổ đạn. Ngoài Hiếu và Ngọc Anh, công an còn khởi tố ba bị can khác là đồng bọn của hai nhóm gồm Phạm Đức Nghĩa, sinh năm 1997, chú Phường Hưng Dũng, Lê Trọng Đức, sinh năm 1996, chú xã Diễn Lợi, Diễn Châu, Nguyễn Gia Định, sinh năm 1992, chú Phường Vinh Tân, để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng. Theo hồ sơ vụ việc, trước đó vào 20 giờ ngày 20 tháng 10, Hiếu đến quán nhậu cua đỏ trên đường Lenin để ăn uống, lúc này Nguyễn Gia Định đi vào gọi bờm Hiếu, nghe tiếng gọi hiếu đang ngồi thì quay mặt lại lúc này định lao đến đâm nhiều phát vào mặt hiếu thấy hiếu bị đánh đức nghĩa ngồi cạnh bên cầm ghế cốc lao theo để đánh định hiếu sau đó cũng chạy theo rút khẩu súng ngắn bắn thẳng vào bụng của định nghe tiếng súng trốn ra năm sáu người trong nhóm của định chạy đến đuổi đánh nhóm của hiếu thất thế hiếu bỏ chạy thì gặp lê ngọc anh đang cầm kiếm dài hơn một mét đuổi chém mình nên đã rút súng bắn trúng vai ngọc anh bị trúng đạn, Ngọc Anh vẫn lao đến tước súng của Hiếu rồi cùng đồng bọn đánh đập Hiếu. Sau một lúc giằng co, Hiếu bỏ chạy vào một nhà vệ sinh của tòa nhà chung cư gần đó rồi gọi điện cho vợ đến đón về. Sau khi về, Hiếu bỏ trốn ra Hà Nội, riêng Ngọc Anh và Định sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y4, Nghệ An. Cả hai sau đó được bác sĩ phẫu thuật lấy đầu đạn ra ngoài để giao nộp cho công an cùng khẩu súng mà Hiếu đã gây án. Tuy nhiên do đầu đạn găm sống lưng nên các bác sĩ chưa phẫu thuật được cho Định, được biết Hiếu hiện đang kinh doanh tài chính. Nội thất ô tô và điện thoại ở địa phương, Hiếu khá có tiếng trong giới anh chị với biệt danh Bờm Hiếu. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ. Hãy bấm nút like và để lại bình luận phía bên dưới của video, đừng quên đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất.